Ngồi xuống đi cưng. Mở mặt nạ đi hai bạn ơi. Rồi, đẹp gái, đẹp trai luôn. Rồi, bây giờ chúng ta đã ngồi vào vị trí rồi ha. Hãy chia sẻ những thông tin cá nhân của mình. Mời em trai trước. Dạ, em xin chào chị Cát Tường. Chào bạn gái bên kia. Chào như anh chị có mặt trong trường quay. To rõ là tôi khoái rồi đó. Em đến từ Tiền Giang, tên của em là Thái Hoàng Thắng. Wow, trời, hàm răng cắn muốt đều dễ sợ, đẹp ghê luôn. Rồi, năm nay nhiêu tuổi cưng? Dạ, năm nay em 30 tuổi. 30 tuổi đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại em đang kinh doanh bên ngành xây dựng, nước sơn, nước, gạch men, trang trí nội thất. Ở đâu? Dạ, ở Mỹ Tho, Tiền Giang chị. Là ở sống với Mỹ Tho, Tiền Giang luôn? Dạ. Hôm nay lên đây ghi hình thôi? Dạ. Wow, hôm nay đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với chị hai, với hai bạn đồng nghiệp, với một chị bà con. Wow, cả nhà đi lên trên đây luôn ha, ủng hộ ghi hình ha. Dạ. Dễ thương quá. Rồi, em gái sao nè? Chào chị Tường, chào anh kế bên. Em tên là Vương Cẩm Giang. Năm nay em 28 tuổi. Em hiện là công tác ở công ty Vuon Logistics Việt Nam. Và làm dễ gì vậy em? Em làm nhân viên kế toán. À, rồi. Dạ. À, em đang sống ở Bình Dương. Bình Dương? Dạ. Làm việc ở Bình Dương luôn? Dạ. À, không, quê em ở An Giang, nhưng mà em sống ở Bình Dương. Còn người Bình Dương và người sống Tiền Giang mà, phải không? Dạ. Tiền Giang là lên thành phố khoảng 70 cây đúng không? Rồi 70 cây xuống Bình Dương thêm nhiêu cây nữa? Từ đây Bình Dương nhiêu cây? 20? 30? 30 nữa là 100 cây trọ, 100 cây chẳng. 100 cây đi mấy tiếng? 100 cây đi khoảng 2 tiếng. 2 tiếng, bao lâu hẹn hò được với nhau một lần? Có ngại yêu xa không? Nếu mà yêu thì chắc đến được chị. Một tuần gặp một lần. Tuần gặp một lần. Ủa rồi đi làm là đi làm, giờ giấc sao? Dạ em làm thì thời gian cũng thoải mái à. Thoải mái? Làm giờ hành chính hay là gì? Dạ em cũng làm giờ hành chính. Vậy là thứ bảy chủ nhật nghỉ? Thứ bảy nhật không nghỉ, làm. Vậy rồi đi lên thành phố chơi đi ngày nào? Sắp xếp nghỉ chị. Là làm ở nhà không có thời gian nghỉ. À làm cho ở nhà không có thời gian nghỉ. Dạ. À cụ thể là làm sao? Em bán gạch men, đồ trang trí nội thất. Dạ. Ở nhà mình kinh doanh tự bán ở nhà, thích đi thôi đúng không? Dạ. Ở nhà có người phụ không hay là đi đóng cửa? Dạ có người phụ. Rồi cũng được, đang ở nhà chung với ai? Ở nhà với mẹ. Ở nhà với có mẹ. Hai mẹ con. Ở Tiền Giang có nhà cửa gì chưa? Dạ ở nhà Tiền Giang có nhà riêng. Có nhà riêng, dạ. Nhà của mẹ hay nhà của em? Nhà của em. Sao tự nhiên không ở Kiên Giang mà lên Tiền Giang? Tại cuộc sống mà như hồi đó giờ nhỏ lớn em đi làm á. Rồi không có ở dưới quê không có làm được những công việc nó mình làm. Mình lên đây lập nghiệp làm, bây giờ làm ở Tiền Giang thì ở Tiền Giang. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là hòa đồng vui tính. Thích giao lưu ở bên ngoài nhiều hơn. Điểm yếu của em là nóng tính, nhưng mù đường. Em đi đâu, là em lên đây thì em đi lên Sài Gòn thì em phải Google search bản đồ em mới biết được là nơi đó đi cần đến. Với lại em không có nấu ăn. Ở nhà chỉ gia đình là mẹ em nấu, em chỉ phụ bật giặt thôi. Ủa vậy rồi ở một mình ở dưới Bình Dương rồi ăn đâu? Công ty mới đầu thì công ty có người giúp việc đó. Thuê ăn 2 buổi. Ăn cùng sếp luôn. À dạ. Rồi sau này em thứ bảy chủ nhật thì em sẽ mua cái gì đó về nấu, không thôi là qua đo thôi. Chỉ thì cũng nấu. Biết nấu đó, cũng biết nấu kìa. Nấu nhưng mà ăn không có được, em chỉ tự em ăn thôi. Em nấu em ăn mà em còn thấy không được nữa hả? Trời cũng khó rồi nha. Biết nấu ăn gì không cưng? Dạ cũng biết. Chà. Nhưng mà tại vì thời gian giờ thì ít có nấu thôi, chứ hồi trước thì cũng có nấu được. Vậy hả? Thỉnh thoảng ở nhà thì cũng tự nấu ăn mình. À hả? Điểm mạnh điểm yếu của em? Điểm mạnh của em thì vui vẻ hòa đồng, thích giao lưu với những người lạ và thích kinh doanh. Dạ. Em thì không hút thuốc, rượu thì không uống, bia thì đám tiệc lâu lâu thì em có uống, nhưng mà ít khi nào nhậu say lắm. Đó, nhìn hàm răng ông này là biết không có hút thuốc rồi. Chứ thường mấy quý ông mà dưới quê nữa mà hút thuốc là răng nó răng khè ha. Rồi vậy cũng được. Ê, nhưng mà dưới quê ai cũng miền Tây hết đúng không? Chắc chắn phải biết hát giọng cổ, làm câu giọng cổ nghe chơi cho nó vui nè. Đúng không? Ai cũng miền Tây mà. Vô đi em. Dùng quá. Hít hơi, lấy hơi. Rồi, vô. Hồng giờ này nơi đâu có thấu cho anh, có hiểu cho lòng bao ngày chờ mong. Nhớ hồng, hồng ơi, hồng ơi,
bao tháng ngày anh ước nguyện khi Thái Bình chung lối về, mãi mãi trong tim mối tình hồng nồng say sưa ấm cho anh trong những ngày gian quy, đến khi thăng trần anh về thăm em. Con Hồng là con nào vậy? Hồng trong bài ca vậy, tại em ca ơi. Rồi ta phải hỏi tên bạn gái tên gì người ta thế tên vô. Hồng là nhỏ nào? Hên hên cho em, bữa nay bạn gái mặc áo màu hồng hồng nha. Coi như Hồng là kêu tên bên đây đi, cũng trùng hợp. Sao em nghe giọng cải lương của anh thấy sao? Hay, cũng hát hay, ấm. Tới phiên em trả lại một bài, một đoạn. Em ca bài Anh Muốn Em Sống Sao. Ờ đó, Hồng kêu tên nhỏ nào Anh Muốn Em Sống Sao. Mời em. Từ sâu trong đôi mắt này anh hưởng không như bao người, phải thương nơi xuống đây để anh vội đến và rồi vội đi, phải chỉ em không hiểu giờ em đã yêu anh rất nhiều. Nói đi anh người ơi, vì em không muốn anh phải sống sao. Đó, anh muốn em phải sống sao. Mai mốt hát đổi tên nha, nha, đừng Hồng nữa nha. Bạn gái tên gì nhớ không? Rồi, nhan hầm răng luôn. Em giới thiệu tên lớn lên cho anh nghe lại cho em. Em tên là Vương Cẩm Giang. Vương Cẩm Giang. Vương Cẩm Giang. Vương Cẩm Giang. Bây giờ hát lại câu đầu, thế tên Vương vô bài hát coi nó vô không nè. Cẩm Giang ơi, cho dù mặt đất này sụp đổ tan quang. Có cố gắng, có cố gắng. Thôi được rồi, vậy là vui rồi, có cố gắng rồi. Ok, bây giờ nói về chuyện tình yêu nè. Em trải qua mấy mối tình rồi? Em hả? Là không có mối tình nào, chỉ có là yêu đơn phương thôi. Trời đất ơi. Có bạn người bạn thích em nhưng mà em không có thích người đó. Giống như theo tình chạy tình là chạy tình ha. Mà xưa giờ mấy chục năm không chưa có một mối tình nào mà hai người yêu nhau hết trơn hả? Chỉ dài tìm hiểu cũng khoảng 2-3 tháng thôi là em thấy cảm thấy không được là em tự rút lui. Vậy là chưa có mối tình nào sâu đậm hết? Dạ đúng rồi. Chưa thề non hẹn biển gì với ai hết? Em cũng đang còn một cái vấn đề là với cái anh đó cách nhỏ hơn em 1 tuổi. Đang cũng là đi biển, đang đi biển ở Đài Loan nhưng mà có nhiều khi nhắn tin qua lại thôi, chỉ là nhắn tin trên tình yêu trên mạng thôi, nhưng mà thật chất là không có tiếp xúc một lần. Nhưng mà em thấy không ổn, nhưng mà bạn đó cũng vẫn thương em, nhưng mà nhắn tin cũng giống như hỏi thăm bình thường thôi. Bây giờ còn nhắn không? Có, từ khi nào mà ảnh về Việt Nam thì ảnh mới nhắn thôi. Bây giờ còn vẫn còn liên lạc, sao lên đây làm chi? Không phải là chỉ là anh đó chỉ cảm thấy em thôi, nhưng mà em cũng đâu có ràng buộc gì anh ấy cũng đâu ràng buộc gì em đâu. Nhưng có bạn trai vô thôi, tập trung chuyên môn nha. Dạ. Có bạn trai thôi, cắt bỏ mấy cái vụ đi sống đi biển đó đi nha. Dạ. Không có cái chàng trai nào mà đi ra biển mất sống đâu nha em. Tại ảnh muốn mất chứ không có cái sống nào mất hết nha. Tỉnh táo lên. Chị bị gạt hoài hả, chị biết. Còn em? Em thì trải qua 2 mối tình thật sự. Thì hồi trước cũng có quen, hồi năm 2009, 2010 thì cũng có quen một mối tình cũng được 2 năm đó. Do em đi làm xa, em nước ngoài em làm thì ở đây người ta có chồng. Trời. Dạ, thì em về thì em có quen một người thì... Ủa em có đi nước ngoài nữa hả? Dạ. Đi nước nào? Dạ em đi 2-3 nước lận. Trời ơi, đi... Nghe Hàn Quốc. Đi làm gì đi dữ vậy? Dạ em đi làm. Làm gì? Hồi đó còn ở Sài Gòn thì bạn bè rủ đi vậy. Kiểu đi hợp tác lao động á hả? Cũng không phải hợp tác, tự đi á, dạng như công ty người ta mở ở đây á, cái người giám đốc ở Việt Nam á. Ừ. Cái người ta hỏi mình đi làm thì người ta đưa mình đi vậy đó. Rồi có biết nói tiếng nước ngoài không? Hồi đó thì biết nói ít đỉnh à, nhưng mà giờ về đây rồi không có tiếp xúc nói không được. Mà hồi đó đi nói tiếng gì? Hồi đó nói... đi nước nào nói tiếng nước đó? Tiếng Nga nhưng mà nói vài tiếng à. Tiếng Nga? Giờ nhớ chữ nào tiếng Nga không? Nhớ cái chú Galasua gì á, rồi Đa gì đó. Đa đồng ý, còn Xua là không cho thì thôi xin bảo vệ đi ra cổng. Nó hô Đa thì đi, mà nó hô Xua là đi vô. Đa kiểu như đó thôi. Hồi em có bấm nút không? Đa là bấm mà Xua là không bấm nha cưng. Nhớ nha, tiếng Nga đó.
Rồi mối tình ở đây, rồi về lại à, về đây thì quen lại được khoảng 6 tháng. Quen lại người đó nữa? Không, quen người khác vậy. À, quen người khác. Đó có chồng mất, mất liên lạc luôn. Tại hồi đó không có Zalo, Facebook gì hết. Rồi, dạ. Quen được 6 tháng, sao chia tay? Tại thấy không hợp rồi thôi, không quen nữa. Không hợp là không hợp chỗ nào? Thấy hai người cũng tìm hiểu gì đó mà thấy... Tìm hoài mà không hiểu. Dạ. Mà tới 6 tháng là cũng dài á. Dạ. Chị mà không hiểu 1 tháng 2 tháng là lên đường rồi đâu, mà tới 6 tháng mới không hiểu. Có sâu nặng chưa? Có sâu đậm gì chưa? Cũng chưa chị. Cũng chưa. Dạ. Chưa mà ăn được gì hết trơn trời. Phải không? Trời ơi, hai người đáng thương quá, gì đâu mà tuổi trẻ thanh xuân trôi qua có một mình vậy. Rồi bây giờ muốn kiếm người bạn gái hay sao nè? Kiếm người bạn gái thì biết chăm lo gia đình, chung thủy. Dạ. Đơn giản vậy thôi. Dạ. Ngoại hình? Ngoại hình thì cao thì không quan trọng lắm, một mét mấy cũng được, không quan trọng. Ừ. Mà đừng có mập quá được rồi. Rồi, chuẩn rồi đó. Còn em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em cao trên em 1m65. Em 66. 66, trời ơi, dư được một phân. Dư ít đỉnh à, tiếp. Em cũng không quan trọng về ngoại hình, nhưng mà vấn đề là người đó biết lo, chăm lo cho em, biết chung thủy, chia sẻ. Nếu mà sau này có tiến tới thì hai người phải giống như là chia sẻ những công việc với nhau, chứ không phải là bắt mình lên em làm hết. Mình lên em sao được, em có biết nấu ăn đâu, phải phụ em chứ. Gọi gì nữa? Giống như là nếu mà sau này hai người quen nhau thì nếu mà một tuần anh ló lên một lần thì thấy tình cảm thấy xa quá. Xa gì còn đỡ hơn cái ông đi biển. Ở đây dù sao người ta cũng người thật việc thật. Ở đây một tuần ta lên ta thăm em lần mà em còn la xa. Vì mà em quen với thằng nhỏ đi biển. Ta làm chủ, bất cứ lúc nào em cần có gì quan trọng em gọi người ta hai tiếng nói thì thích thì tới. Một tuần thôi, nhiều khi đến thích rồi thì có khi một tuần đến hai ba lần cấp đó không cho lên nữa luôn á. Trời, cái sóng người ta không bao giờ mất, còn cái kia là mất sóng hoài. Ở đây em không gặp nhiều là do công việc, ai làm ăn mà em gọi bất lúc nào cũng có sóng nè, gọi FaceTime, gọi cái gì cũng được hết trơn, gọi thấy mặt nhau mỗi ngày công việc, đúng không? Rồi mình rút ngắn thời gian yêu nhau đi. Thật ra đi là không phải là mệt mỏi gì, nhiều khi sức khỏe đường xa rồi nó xe cộ nguy hiểm, em thương bạn trai em cũng đâu muốn hành xác nó đâu. Ví dụ thời gian đầu từng gặp hai ba lần, rồi từ từ gặp lần, rồi mình thay vì mình quen nhau một năm thì bây giờ mình ráng tìm hiểu cho kỹ đi, một lần lên ở lại lâu lâu á, tạo điều kiện cho người ta qua nhà ở, rồi người ta tìm hiểu cho nó lẹ, 3 tháng 6 tháng cưới xong rồi được khỏe ở chung một nhà. Dạ. Nó vẫn thực tế hơn cái bạn đi biển. Bình tĩnh lại đi, đúng không em? Dạ. Giờ em có ngại làm dâu không? Em không. Rồi, ví dụ ok, quen nhau 6 tháng rồi rước về ở chung với mẹ luôn, hai chồng kinh doanh buôn bán, phát triển chỗ buôn bán nó ra. Còn em không thích thì em vẫn đi tới đó rồi vẫn xin đi làm công ty, về nhà hai chồng chăm sóc nhau, hợp lý không? Dạ. Có nhà riêng rồi đâu có lo gì nữa. Con gái người ta nói là cây khôn biết chọn cành mà đậu, chị thấy cành này được rồi đó, đúng không? Dạ. Đâu đưa cái hình em coi coi. Chọn đi, đó có mấy cô chậm đó, chọn một cô. Chị mượn tấm kia luôn đi. Trời ơi, đòi hỏi nữa, trời cái hình này ổng là ai vậy trời. Chọn đi, hình này chụp mấy năm rồi cưng? Dạ 2008 á chị. Cái gì ông đưa hình 12 năm em trước? Em gấp quá em không có chụp được, hôm em lưu về máy rồi nhưng mà em không gửi kịp. Rồi cái hình này 12 năm trước? Dạ. Khúc này đang ở nước nào? Khúc đó ở Sài Gòn. Trời đất cô. Hình 12 năm trước em à? Thôi rồi thôi em cứ chọn theo cái cảm xúc của em đi. Em thích thằng nhỏ nào trong mấy thằng nhỏ đó? Vừa phải thôi nha ông. Tấm hình này chắc cũng lâu lắm chị ơi. Hình em chụp hồi năm nào vậy em? Em hả? Năm 2019 em làm với công ty. 2019 mới năm ngoái à. 2008. Đâu? Cổ đâu? Một trong hai người này. Chọn một không lại đòi hai. Này chị. Ai? Chốt hạ, cầm tấm hình đó đi, đợi mở cửa ra tụi coi. Được chưa, được chưa? Anh nào? Áo vàng. Tại sao em chọn anh áo vàng? Em thấy ốm. Ốm? Sao nữa? Với lại nghe nói nãy cao 1m66. Mời hai bạn nhìn vào cánh cửa trái tim để xem cảm nhận hôm nay của mình, mình chọn người có đúng hay không nha. Chọn đúng là tôi gả luôn. 1 2 3.
Chào em. Chúc mừng hai bạn. Anh có món quà tặng em. À, em cảm ơn. Rồi, anh tặng cho em món quà. Quà nữa cưng, trời, lịch sự người ta đi nước ngoài vậy, có khác, có quà nữa, quà gì vậy cưng? Dạ, nước quà. Nước quà. Sao giờ nhìn lại hình mình chọn đúng không em? Em cũng. Trời ơi, ông nhìn hình rồi mà cũng em cũng không biết nữa hả? Dễ sợ thiệt. Nó đó, chọn đúng hay rồi là đó. Đúng rồi. Chọn đúng rồi đó. Mà thấy từ 2008 đến nay đó rồi có khác nhau gì nhiều không? Trong hình đẹp hơn hay ngoài được hơn? Cũng vẫn. Nhưng mà cao hơn, lớn hơn. Trời ơi, đâu có cao hơn đâu, chiều cao cũng nhiều đó thôi chứ. Đây còn em chọn đúng chưa? Chọn sai à? Đâu, hỏi cổ coi. Cổ đâu, cổ là ai đâu? Đây. À, khi mà cánh cửa trái tim này vừa mở ra thì cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Dạ, thấy vui. Vui. Dạ. Còn em? Em thấy anh cũng hiền. Sao mặt căng quá vậy cưng? Cười tươi lên cưng. À, cũng vui vẻ. Cũng hoạt bát. Nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn. Này nãy giờ cũng khen không à, đó là những dấu hiệu tốt rồi. Bây giờ Dị Tường sẽ cho hai bạn một khoảng thời gian riêng tư để mình vừa ăn uống với nhau, vừa trò chuyện với nhau. Ít phút rồi chị Tường sẽ quay lại nha. Rồi bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức món ăn rất là ngon của nhà hàng Vị Ngon. Món ăn là có tên gọi là ít ôm cà đắng. Trời ơi hấp dẫn nha. Nhớ vừa ăn vừa tâm sự nha. Chị Tường đi ít phút rồi quay trở lại. Mời hai bạn ngon miệng. Anh thấy em sao? Anh thấy em cũng hiền vui vẻ. Em mời anh. Em lên đây làm lâu chưa? Em lên năm 2019. 2019, gì cũng mới đây. Em ở An Giang ở chỗ nào? Em ở Thoại Sơn. Bao lâu thì em về dưới đó một lần? Chừng nào mà có dịp lễ em mới được về. Không thôi là chỉ có gia đình có công chuyện mới về thôi. Em là con thứ mấy gia đình? Em là con út. Út. Anh cũng út luôn. Anh thấy món ăn như thế nào? Này thì hồi trước giờ anh chưa ăn lần nào. Em thấy cũng miền Bắc cũng nấu cái vị cũng hơi đậm một tí. Còn miền Nam thì nấu ngọt hơn. Em thấy là ngọt hơn mặn. Tùy theo khẩu vị thôi. Anh quan niệm như thế nào là về tình yêu? Niệm về tình yêu thì chung thủy, thật lòng. Nói được là phải làm được nha. Được chứ không được. Nếu mà anh quen em vậy từ khi nào? Nếu anh xác định là mấy năm kết hôn? Anh thì nếu mà xác định quen, nếu mà thích hợp nhau á thì anh mong càng sớm càng tốt. Anh cũng lớn rồi, anh cũng cần có gia đình để phụ làm ở nhà vậy đó. Chứ nhà anh thì giờ không còn ai hết. Còn mẹ lớn tuổi thì cũng không phụ anh được gì. Là anh nói là khoảng mấy tháng, 6 tháng hay 1 năm hay là 2 năm? Càng sớm càng tốt à, không quan trọng là mấy tháng, quan trọng là thích nhau thì tiến tới. Em thì sao? Em hả? Nếu mà em quen thì năm nay 28 rồi. Thì em muốn là 30 thì chuẩn hơn. Trong đêm đó thì hai người phải tìm hiểu nhau khoảng 2 năm là được rồi. Trời ơi, tìm hiểu gì 2 năm dữ vậy trời ơi, trời ơi, chết rồi. Thằng nhỏ muốn lấy vợ liền. Ở cách nhau xa xôi mà tìm hiểu 2 năm đi lên đi xuống chắc chết, nhỏ quá. Tìm hiểu gì 2 năm dữ vậy cưng? Em sợ là hai người chưa có hiểu nhau lắm. Trời ơi, bây giờ mà có tìm mà chịu hiểu có 3 tháng, 6 tháng cũng hiểu nữa. Mà 2 năm mà muốn gạt nhau rồi cũng không bao giờ hiểu được em ơi. Ăn thua em tìm cái tính cách người hiểu là tính cách chân thành hay là không. Rồi ha, em về nhà, về quê người ta em kiểm tra, em quan sát, em gặp mẹ người ta. Rồi coi cuộc sống làm ăn của người ta sao. Đầu tư nếu tập trung vô mà chịu đầu tư 6 tháng 1 năm là nhiều rồi. Cảm thấy được là tiến tới, không được thôi tìm chi cho nhiều. Trời ơi, có nhiều người quen gì 6-7 năm trời rồi cũng chia tay, chi mất thời gian vậy. Ăn thua cảm xúc của em thôi, ăn thua tình yêu của bạn. Hai bạn có đồng cảm xúc với nhau không? Yêu nhau rồi tự động là cái thời gian nó không quan trọng. Quan trọng là lúc nào ta cảm thấy cần nhau, không thể sống xa nhau nữa, chúng ta sẽ về chung một nhà. Đồng ý không? Đó.
Bây giờ thì chị Tường mời hôm nay là bạn Nam đi là có chị Hai đi theo phải không em? Dạ. Mời chị Hai vào đây ạ, cho xin một vài ý kiến của chị Hai ạ. Chào chị Hai đi em. Rồi. Hồi nãy giờ chị Hai lắng nghe câu chuyện rồi, chị Hai cảm thấy cặp đôi này sao chị? Ăn thua em, nó chịu thì chị cũng, em cũng chịu. Chị Hai là chị Hai ruột á hả? Có hai chị em thôi đó hả? Nhưng mà chị hôm nay chị nhìn thấy hay là em của chị nè, có những cái ưu điểm hay còn những khuyết điểm gì mà nãy giờ em chưa kể ra không chị? Nó thì siêng năng hoạt bát, chứ tánh tình nó cũng vui vẻ chứ không có gì khắt khe hết. Ừ. Có tật xấu gì không chị? Tật xấu thì cũng có, như là la quá thì bực bội chứ không có gì quá đáng. À, ở nhà mẹ là có dặn dò dạy dỗ là có dặn là kiếm con dâu như thế nào không chị? Có đặt ra tiêu chuẩn như mẹ ba cũng có nói, như nó thương đâu thì mẹ chịu đó. Dạ. Chứ không có kén chọn. Dạ. Rồi hôm nay chị nhìn thấy cô gái này chị có nhận xét gì không ạ? Thấy cô gái này cũng được mà ăn thua cổ chịu hay là không thôi chứ em. Thương quá. Vậy là cổ chịu hay không thôi chứ em chỉ là chịu rồi đó em hả? Em thì thương thì nó thương thì em cũng chịu. Dạ. Ăn thua hai đứa thì tìm hiểu, chịu thì tiến tới. Rồi, cảm ơn chị nha, cho em gửi lời hỏi thăm bác gái ở nhà luôn nha. Rồi, mình chúng ta cùng theo dõi tiếp tục câu chuyện tình yêu ngày hôm nay, cô có kết, cô có hậu không nha chị. Dạ. Rồi, chúc chị sức khỏe nha. Cảm ơn chị. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi của chương trình ha. Mọi người bóc một lá bài ạ. Rồi em đọc lớn lên chị nghe coi. Buổi hẹn hò đầu tiên, bạn muốn đi chơi ở đâu nhất? Hỏi bạn gái đi, ưu tiên bạn gái. Mình hỏi bạn gái coi. Em muốn đi chơi ở đâu? Em hả? Xem phim hay là vô quán cà phê cũng được. Được không? Được. Nếu như hôm nay bấm nút hẹn hò thì em muốn buổi hẹn hò đầu tiên là khi nào? Nếu mà anh còn về, nếu mà anh về thì hôm khác cũng được. Nếu mà bữa nay, nếu mà hai người có bấm thì hẹn đầu tiên bữa nay. Ừ, đúng không? Chúng ta còn nguyên một buổi chiều, đúng không? Dạ. Tuyệt vời. Dạ. Một công đôi ba việc, cô gái đang tạo điều kiện cho em đó, thuận lợi cho mình đó. Bạn nam hãy thuyết phục bạn gái để được hôn vào ba điểm bất kỳ trên cơ thể. Đứng lên bước qua liền, cơ hội đánh nhanh rút gọn luôn. Qua thuyết phục bạn gái hôn được ba cái. Hôn được ba cái. Ba cái ở ba chỗ khác nhau, chỗ nào tùy em xin. Thẳng tiến tới, trước tiên mời bạn gái đứng dậy. Rồi, đẹp đôi lắm rồi đó. Nói gì nói đi. Cho anh xin hôn ở tay. Trời, hôn hay hửi vậy trời, hôn lâu lâu chút coi. 10 giây, hôn lại. Có mùi vị gì không? Mùi gì? Mùi nước qua. Rồi, mới có một cái, tiếp tục. Không đầu nữa chứ. Không tay anh phải. Cái đầu mà không nhiều quá. Hai cái lời quá, tham gia chương trình biết được gì chưa, thấy lời quá. Cái thứ ba. Hy vọng em muốn hôn cái đầu. Em cho thì anh hôn. Hôn chán. Hôn chán. Dễ thương quá, tuyệt vời. Rồi, về chỗ đi em. Cảm xúc sau ba nụ hôn thấy trong người như thế nào? Khỏe rất thiệt tình. Mình nãy giờ mệt lắm, giờ hôn là khỏe rồi đó hả? Lo khỏe. Trời ơi, em sau ba nụ hôn của anh em cảm nhận như thế nào? Hơi có chút rung động, đó là tín hiệu tốt rồi. Hết thời gian cho hai bạn. Bây giờ là lúc quan trọng nhất, hai bạn hãy tự cảm nhận. Suy nghĩ xem mà nãy giờ chúng ta đã trò chuyện những gì, đối phương có thích hợp với mình hay không, mình có rung động xao xuyến gì hay không, đối tượng này nếu tìm hiểu có thể tiến tới hôn nhân được hay không. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. Nếu bấm nút có nghĩa là bấm nút để hẹn hò, bắt đầu một mối quan hệ trai gái để tìm hiểu. Đây không phải nút bấm tìm bạn nha, đây là nút bấm để yêu nhau. Suy nghĩ thật kỹ, nếu chúng ta sẵn sàng cho nhau cơ hội để tìm hiểu cái mối quan hệ này một cách nghiêm túc thì chúng ta hẳn bấm. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường sẽ đưa ra cái quyết định của mình. 1 2 3. Bấm sớm quá. Có bấm đúng không? Mà ta mới đếm 2 à. Là bấm rồi hà. Cái chuông này nó phải 3 bấm mới được nha. Rồi mời hai bạn qua đây đứng ạ. Rồi nắm tay nhau đi hai em. Một nụ hôn lên má kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lên trán. Tùy em. Rồi. Đó, em chào bên chương trình nha. Rồi. Đây thì là chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ha. Bữa casting đầu tiên của mình thì mình tự tin, mình giới thiệu về bản thân mình giúp ha. Rồi,
Mình giới thiệu đi bạn. Họ tên, tuổi, dạ. quán nghề nghiệp. Vâng. Em chào các anh chị bên chương trình Ban Mai Mưa Hà Nội nha. Em sinh năm 1990, ngày 4 tháng 3, gốc ở Nghệ An, xóm Quang Thanh. Mình tên gì nè, trước mắt là mình tên gì, cái mình giới thiệu tên mình cái nè. Em là tên Hoàng Văn Lâm chị ơi, tên Lâm. Hoàng Văn Lâm. Em là tên Lâm. Dạ đúng rồi. Nghệ An à. Dạ đúng rồi, em ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An chị ơi. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của mình, công việc của mình là gì Lâm? Em có một cửa hàng buôn bán ở đây, là cửa hàng kinh doanh, em bán tên cửa hàng xe máy cũ chị ơi. Cửa hàng xe máy cũ. Dạ đúng rồi. Là mình bán cho mình hay là mình làm chủ luôn hay như thế nào? Đây là cửa hàng này của em làm đó chị ơi, em đứng ra làm chủ rồi chị ạ. Rồi ok, điểm mạnh, điểm yếu của anh Lâm là cái gì? Em em thì thấy mọi người xung quanh ở đây là được thấy em là cái siêng năng chịu khó, hiểu không? Tính tình vui vẻ, hòa đồng với mọi người, không? Được mỗi 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 cái là không biết là mình xấu trai quá hay sao mà ế đến 34 tuổi chứ có mối tình nào bắt tay cả, không? Trời đất ơi, cái gì mà ế dữ vậy? Thì đó, tại vì cũng không biết là mình thấy mọi người thường thường bảo mình cũng không xấu trai mà sao, tại sao mà bạn bè trong trang lứa là có người yêu, có vợ, có con đầy đời huề cả mà em cứ lẻ loi một mình. Dạ, mình có thấy, mình có chứ mình có tìm hiểu ai không hay là mình có mấy mối tình rồi? Em thì nói thật chứ tình, nếu mà nói về trường tình cảm thì em thấy là em nó năm năm lần lần đành hơn các bạn bè cùng trang lứa rồi, không hiểu sao là do cái duyên số của mình hay sao chứ em không biết là tại sao là mối tình nào em chưa có mối tình nào là được giống như em thấy tham gia chương trình, em thấy mọi người là có nhiều người ca tùng là mình yêu nhau 3-4 năm mà em hầu như là bây giờ mình có mấy có mình tìm hiểu mấy người rồi nè, mình tìm hiểu mấy người rồi em trước giờ cũng chỉ là quen sơ sơ thôi chị ơi, chứ quen còn không sơ có mối sơ tình nào gọi là chính thức cả gì. Quen sơ sơ là quen thì, sao nè? Tại vì trước có em muốn giới thiệu nhưng mà cũng chỉ quen được mắng vài tháng uống cà phê cà pháo nói chuyện thôi chứ có mối tình nào gọi là yêu sâu đậm hả chị ơi? Rồi những cái cô đó như thế nào mà mình với lại mình không có quen lâu dài được mà mình chia tay? Vì tại vì lúc đó thì nó là chỉ em cũng là tuổi lúc đó cũng tầm bằng 20 mấy tuổi bây giờ công việc cũng chưa ổn định nha, nên chưa có điều kiện để kinh tế để được thoải mái tự do như bây giờ, nên chưa có gọi là mình chưa có hiểu về con gái nên ế gì ơi. Rồi ok, về điểm mạnh điểm yếu của mình thì sao Lâm? Thì em thì riêng em thì được thấy mọi người là thấy tính tình em rất là vui vẻ, cuộc sống của em thì được mọi người rất chi là thấy mình sống với mọi người ra em không không có hẹp hòi với mọi người, riêng kể cả với bạn bè mấy em sống rất chi là thoải mái phóng khoáng, hiểu không? Còn cái điểm yếu của em thì chỉ có mình nói chuyện với con gái là nhiều khi là không nhiều lúc em thấy có lúc em nói chuyện rất là tình cảm mà có lúc thì cũng không được ngọt ngào cho lắm, nên không có khéo léo dỗ dành cho bạn gái, không? Đó là em thấy là chắc là ưu điểm nhược điểm em là không được khéo léo và hiểu tâm lý con gái cho lắm, nên em mới ế nhỉ. Nhưng mà ngoài ra em thấy là như công việc với mọi cách sống, hay là đây là em sống ở đây là em sống tự lập, từ cửa hàng hay là tự tay em một thân một mình em làm ra. Đấy, mọi cái công việc ở đây là em chia sẻ cho bên chương trình mình là em không phải là con người là không người ta bảo là giống như bây giờ một người con gái người ta cần một người con trai là có chính kiến đúng không, là siêng năng chịu khó đúng không, còn mấy cái đó là hầu như là ưu điểm của em, là hầu như là nếu một người con gái nào cần ở em á thì nó sẽ có thừa luôn, em bảo đảm vậy anh, mình sống rất là chân thực, không có hại người.
Rồi giờ mẫu người mình mong muốn là như thế nào nè? Về ngoại hình, về tính cách, công việc, độ tuổi, quê quán. Em thì là gốc ở Nghệ An, nhưng mà hiện tại là em sống ở trong này là Thủ Đức, ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ở thuộc quận Thủ Đức này là rất là cũng lâu rồi. Cũng tầm khoảng 2016 là em mở cửa hàng ra làm chủ ở đây, thì em sống hiện tại tới bây giờ luôn. Thì mong muốn của em là tìm một người con gái là như em đây, là chiều cao của em đây là tầm gần 1m, tầm khoảng 74-75 nhớ, em cũng rất là cao. Về phần da thì bên chương trình mình cũng biết là em là nước da mình thì nó cũng không trắng mà cũng không đen quá, rồi dễ nhìn. Rồi ok, bây giờ mình nói về bạn gái đi, về ngoại hình bạn gái thì sao? Bạn gái thì em cũng mong muốn là có được cái người nào cùng ở ngoài quê của em thì càng tốt, còn không có thì ở vùng nào cũng được. Vì sao là tính tình người ta nó biết chia sẻ, hiểu cho công việc của em. Nhiều khi em làm ở đây công việc một mình của em làm là cái gì em cũng phải là mình phải làm hết tất cả mọi việc, từ buôn bán ở cửa hàng em đây làm một mình em lòng anh chị ơi. Nên thời gian em nghỉ ngơi cũng không được nhiều bằng tất cả mọi người. Mình làm chủ nên công việc rất là rồi, và cái gì là nó cũng bận. Rồi độ tuổi của bạn gái thì như thế nào? Thì em chỉ cần người nào trưởng thành và biết cảm thông suy nghĩ với em, công việc với em, hay là tầm độ tuổi tầm sinh năm, như em thấy là tuổi em hầu như là nó hợp tầm 94, 95 hoặc 97, 98 gì đó. Còn 96 thì chương trình mình cũng đừng có giới thiệu với em, tại vì em cũng không phải là em xinh hóa gì đâu, nhưng mà em thấy là cái tuổi em là hầu như là, nếu mà gặp gia đình, gặp được người vợ tương lai của mình là 94 hoặc 95 gì đó, hoặc là 97, 98 gì đó, mấy cái tuổi này hầu như là nó có thể là hợp với em đó. Rồi mình còn yêu cầu gì ở bạn nữ không? Em thì chỉ cần người nữ của em là yêu chân thật, với biết quan tâm, biết chia sẻ với mọi người rồi. Còn cái công việc của em sau này về có thể là em sẽ hỗ trợ cho người vợ, người yêu của em, là từ công việc đến mọi việc, nên là chương trình mình là yên tâm. Em bây giờ là đã. Rồi mình có những cái điểm nào không thích ở người phụ nữ không nè? Em trước giờ em nói chung cái tuổi của em hầu như là nhiều, giống như một bao người khác là cũng có thấy em ghét nhất là, thứ nhất là yêu mà không không có thật lòng gì ơi. Em ngại yêu một người nào là em xác định là người lấy người đó làm vợ luôn. Mong tình cảm em, nó bảo là anh thích em rồi hoặc là anh yêu em rồi, là một người đó cũng sẽ yêu em chân thành đó, đấy là được đó chị ơi. Đó với người của em chia sẻ đây là em muốn người nào có chiều cao cho nó cân xứng, nhưng cũng không cần phải 1m78 gì đâu, tầm khoảng mét năm mấy đến mét sáu đổ lại được rồi, nó cũng không cần phải cao quá nhiều, nó tầm nó cho nó vừa vừa. Dạ. Rồi ok, bây giờ thì là buổi casting ngày hôm nay thôi ha Lâm ha, thì nếu như có người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ lại với bạn để báo cái lịch ghi hình cho bạn ha bạn ha. Dạ thì em rồi. Cũng cảm ơn chương trình, hy vọng lần này thì em lên chương trình, nhờ chương trình bên anh chị bên chương trình của mình sẽ được một ngày gần đây và sớm nhất sẽ sắp xếp em được một người mà giống như em mà mong ước như vậy, đúng là rồi, giúp em rồi. Nếu như mà có lọt vào vòng 2 thì chương trình sẽ gọi lại, có biên tập sẽ ngồi lại nói chuyện thêm với Hoàng với Lâm ha. Rồi ok, cảm ơn. Dạ. Đây chỉ là vòng thứ nhất thôi và sẽ có biên tập và sản xuất của chương trình thôi. Sau đây thì là mời anh sẽ giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Anh tên là Thanh. Anh năm nay 20. Anh hiện tại sinh sống ở Ninh Bình. Công việc của anh là công nhân. Anh ở Ninh Bình, vậy thì là nếu mà chương trình ghi hình ở trong Sài Gòn thì mình có sắp xếp vào được không anh? Sài Gòn em. Dạ vâng ạ. Thì nếu mà mình không sắp xếp tham gia được thì mình không cần cast cái buổi ngày hôm nay đâu ạ. Tại vì hôm nay là tụi em sẽ cast để mà tuyển chọn những người để lên truyền hình và mình sẽ ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh ạ. Có em, thế bao giờ em? Khi nào có người phù hợp thì chương trình mới báo được ạ. Bây giờ anh nói to lại giúp em cái họ tên của mình là gì nha. Họ tên của anh là
Đinh Văn Thanh. Anh năm nay 30 tuổi, anh đến từ Ninh Bình. 30 tuổi là mình sinh năm 93 đó hả? Đúng rồi em. Rồi, sinh năm 93, vậy thì nhỏ tuổi hơn chị. Mình là ở Ninh Bình, là hiện tại cái công việc của mình là đang làm cái gì cụ thể? Hiện tại mình đang làm lái máy. Lái máy của cái gì? Lái máy xây dựng ấy, lái máy xúc bụi ấy. Rồi, ok, mình làm như vậy thì cái thu nhập trung bình của mình thì như thế nào? Thu nhập của mình khoảng từ 10 đến 15 triệu. Rồi. Mình chia sẻ về bản thân mình một xíu đi, những cái điểm mạnh điểm yếu của mình như thế nào ha. Điểm yếu của mình là mình thích luôn người chân thành, yêu thương người đó, và mình sự ghét sự giả dối. Là trước giờ mình trải qua mấy mối tình rồi? Trước kia thì mình cũng nói chung là mình cũng chưa trải qua mối tình nào. Yêu thì mình vẫn yêu, nhưng mà từ lâu rồi mình chưa trải qua mối tình. Rồi bây giờ mình mong muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào ha? Mình muốn tìm bạn gái là phù hợp với mình, còn mình cũng chẳng phân biệt gì cao hay thấp, thì sao phù hợp với mình là được. Rồi bạn gái vùng miền ở đâu thì được? Sao bạn? Vùng miền của bạn gái ở đâu thì được? Vùng miền của mình từ Hà Nội đến Ninh Bình. Rồi có điểm gì mình không thích ở bạn gái không? Cũng chẳng thích gì về bạn gái. Mình chỉ thích một người bạn, là mình chỉ thích một người nào biết quan tâm, yêu thương mình, và hai người quan tâm lẫn nhau. Không thích những người mà không yêu mình mà lại thì nhắc sự giả dối. Ok rồi, hôm nay chỉ là cái buổi khách đầu tiên thôi nha. Nếu mà mình được chọn thì là chương trình sẽ thông báo sớm cho mình biết nha. Rồi ok, cảm ơn bạn, đúng không? Dạ đúng rồi chị. Nhưng mà cụ thể là em làm về cái gì, nội thất về cái gì á? Là lắp ráp nội thất á, là đây công trình á, làm nội thất gỗ á. Rồi, em là cao bao nhiêu á? Dạ chiều cao của em 1m67. 1m67 nặng bao nhiêu ký? Nặng 60 chị. Rồi, bây giờ em nói một xíu về những cái điểm mạnh, điểm yếu, sở thích tài lẻ của em đi. Dạ. Sở thích thì em có thích là chơi thể thao. Còn điểm yếu thì hầu như thì em không có gì hết. Với điểm mạnh thì em cũng có gì hết. Em nhìn thẳng vào điện thoại nha, đừng có nhìn lên trời. Nhìn thẳng vào camera á, camera điện thoại, đúng rồi, đó, vậy đó. Trước giờ là em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em 2 mối tình rồi ạ. À, một mối tình đầu là 7 năm người ta đi nước ngoài á. Và em chia tay 4-5 năm nay rồi. Vì em cũng mới quen được con mẹ nữa, gần 2 năm. Sau 2 năm đó nó cũng đi nước ngoài luôn mà em gần 2 tháng rồi, em mới chỉ từng 2 tháng thôi, em chán nữa. Đi nước ngoài để làm hay làm sao em? Đi đoàn tụ gia đình. Là em quen ở trong Sài Gòn hay là quen ở đâu? Dạ quen ở Huế chị. Rồi bây giờ em mong muốn tìm bạn gái như thế nào? Hiền lành sao cũng được chị. Chứ có hiền lành là được rồi, với khuôn mặt nhìn dễ nhẽ nhìn tí được, không cần cái gì hết. Nhất nữa là nói chung là biết thương gia đình thôi, có vậy thôi, cho em cũng chẳng yêu cầu gì nữa.
Độ tuổi tác vùng miền ở đâu thì được em? Một Sài Gòn, hai là miền Trung thôi chị. Còn tuổi tác thì tầm khoảng cứ 25 tới 30 gì đó được. Em có ca hát gì được không? Hay là thể hiện gì tài lẻ gì được không? Hầu như tài lẻ em không có cái gì hết. Trời ơi, mình muốn lên sân khấu mình thể hiện này kia các thứ là mình phải tự tin hơn nữa, chủ động hơn nữa Ken. Dạ. Chứ nhát quá. Mình phải tự tin chủ động hơn nữa mới được. Nha. Dạ. Rồi ok, nói chung hôm nay chỉ là cái vòng đầu tiên thôi. Nếu mà em được chọn vào vòng 2 á thì chương trình sẽ thông báo cho em biết, cũng như là có biên tập trao đổi thêm với em về nội dung nha. Dạ. Ừ, rồi cảm ơn em. Đây quán của mình nhanh nè. Dạ em sinh năm 1989 ạ, quê em ở Thái Bình, công việc của em thì em làm công nhân may thôi ạ. Rồi ở Thái Bình rồi có vào Sài Gòn để mà ghi hình được không? Dạ có, em đang làm ở quận Thủ Đức ạ. À. Ủa là mình đang sống cùng với ai vậy? Dạ em đang ở trọ cùng với cả gia đình em gái em. À, nghe tiếng con nít đó là con em gái hả? Dạ là cháu ạ, cháu em. Cháu. Ừ. Rồi, mình nói một chút điểm mạnh, điểm yếu với lại đường tình duyên của mình đi. Dạ nhím ra. Dạ em thì nói chung cũng chả có cái điểm gì gọi là điểm mạnh, nói chung em cứ sống bình thường thôi chứ không, cũng ít va chạm xã hội nữa. Bởi vì em không có bạn bè nhiều ở chợ, em không có bạn bè ở trong này. Đi ra cho bác đấy, đi ra. Bà bé nó kéo ra đi. Rồi, thì em nói cái lý do những cái mối tình mình đã tìm hiểu rồi sao chia tay đi em. Dạ, bà biết chắc ra. Em thì nói chung là chồng em mất được 6 năm rồi, thì bây giờ nên là em chưa tìm được ai. Đi ra để chưa tìm nữa, em chủ động nói đi nha, chị đang xem là cái khả năng ăn nói với lại cái xung quanh của em nó có ồn quá thì mình tìm cái chỗ để mình tập trung để mình cắt. Ờ. Chứ còn mà lo bên ngoài với lại chị hỏi một câu trả lời một câu là không đạt rồi đó. Dạ bởi vì các chị phải thông cảm vì em ít tiếp xúc bên ngoài nên đôi khi nhiều lúc Thì chị đang hướng dẫn em nè, chị thông cảm, chị mới hướng dẫn là em chủ động để em nói chứ không phải chị hỏi một câu là trả lời một câu. Em chia sẻ đi lý do tại sao em không tìm được bạn trai, rồi tại sao hồi xưa giờ có ai tìm hiểu mình không, có cua mình tán mình mà không được không đó. Bởi vì nói chung là em thì cũng nhát nữa, em ít tiếp xúc bên ngoài, với cả cũng có người hỏi nhưng mà mình cảm thấy tìm hiểu mình cảm thấy nó chưa hợp duyên ạ. Rồi dạ. Lý do sao không hợp duyên? Tại vì có những người đó em gặp rồi, vậy em đi em gặp thì em nói chuyện như thế nào, họ làm sao mà em không thấy hợp? Thì em cũng hỏi người ta là bây giờ em có ba đứa con như vậy rồi, bây giờ với em gia đình chồng em mất hết rồi, thì bây giờ em ví dụ em đến với anh, em lấy anh ấy, em có thể mang con em đi được không, bởi vì là bố đẻ ra em cũng mất rồi, bây giờ còn mỗi mẹ thôi, chứ bây giờ mẹ thì càng ngày càng già đi, làm sao mẹ chăm mắm được các con rồi con cái đi học càng ngày càng lớn á, bây giờ để bà già chứ bà làm sao mà quản lý được. Thế người ta bảo là cái gì người ta chỉ chấp nhận một đứa thôi chứ người ta không chấp nhận ba đứa, thế này em thôi chứ không phải người ta thôi em mà em thôi họ. Dạ rồi bây giờ em muốn tìm, có nghĩa là em chưa có kết hôn lần nào hết đúng không? Dạ chưa. Rồi bây giờ em muốn tìm một người như thế nào, em nói về ngoại hình nè, công việc, tuổi tác, quê quán của bạn đó luôn. Dạ em thì không có yêu cầu gì thì cao chị ạ, miễn nghề gì cái miễn làm sao là làm ra đồng tiền chân chính, không vi phạm đến pháp luật, mấy cả thương đã thương em thì thương lấy các con em và gia đình em thôi, chứ em không đòi hỏi gì về ở đâu hay là làm gì rồi như thế nào, em không có, nói chung em không có yêu cầu gì hết. Thì cho mất bao nhiêu em không
có yêu cầu gì cao, chỉ cần mong sao là nói chung làm ra đồng tiền hai người bảo nhau là ý em là chỉ cao 1m bao nhiêu? Dạ, chỉ cần người ta thương mình. Chỉ cao 1m bao nhiêu? Em 1m65 ạ. Bây giờ bạn trai á, ví dụ như là bạn trai cũng có gia đình, cũng có con được không? Dạ cũng được hết, bởi vì là hoàn cảnh của mình cũng giống hoàn cảnh người ta, thì người ta chỉ cần thương yêu con mình thì em cũng thương yêu con người ta thôi, bọn trẻ đâu có tầm. Vậy thì tuổi tác thì như thế nào ạ? Dạ em không có định là em tuổi tác. Tuổi tác thì gì đâu chị ạ. Ví dụ hơn tuổi mình nhiều thì cũng được, cũng người ta thông cảm với hoàn cảnh của mình, ta thương yêu mình, thương yêu con mình, đùm bọc với con mình là được rồi, chứ không cần phải cao xa tuổi tác, quan trọng tuổi tác. Dạ yeah, được đúng không? Rồi. Ừ. Rồi mình có yêu cầu gì nữa không? Là em không, em chả có yêu cầu gì hết. Nếu mà được chọn á thì chương trình sẽ liên lạc để mà mình trao đổi thêm nha. Dạ. Bây giờ tại vì thấy cái điều kiện nó cũng đang hơi ồn nè. Ừ. Rồi thôi được rồi. My có hỏi gì nữa thì hỏi xong rồi đó em ơi. Dạ. Xong rồi ạ. Rồi mình kết thúc cuộc gọi đi. Dặn các bạn ghi hình.